do it. Đau không bà? Yeah, À. Đau là nuốt con nghe. Nghe này kia. Dạ alo. Chưa sao? Dạ chưa xong. Khoảng mấy phút gì? 10 phút nữa. Dạ 10 phút nữa. Đang làm.
Rồi rồi rồi. Nó thôi đừng nói gì, dễ thôi mà.
cổ này còn gì nữa. Nhưng mà cái cổ này nó là Kiến hả? Qua biển này. Kéo lùi cái đàn cho gì vậy xí. Rồi.
Cái còn tê cho nó đau. Cục nó to đó. Dạ chơi con bao bao vi đinh cho gì cho bà, cái về gì cũng lao nước muối gì bao bao vi đinh cho bà thôi, rửa không? Bà rửa mặt sang cái gì lấy nước muối gì lao sơ lại gì cũng bao bao vi đinh cho con 2 ngày đó là được rồi. Mấy thương nhỏ vậy thành ra dạ đúng rồi. Gạo dưới này không. Mụn đó kìa. Men men chỗ này còn nhiều lắm, rợn cái đi. Ngứa rợn ngứa dễ sợ. Nó rợn như sạn chứ đi mà. Dài dễ sợ. Nhiều lắm gì, nãy là gì nhiều lắm. Dạ không. À không phải Vaseline đâu. Bovidin nhé. Cái nước sắc trùng á. Thuốc đỏ. À, cái nó là giống như là sát khuẩn vết thương á. Sát khuẩn vết thương nó màu đỏ đỏ đỏ. Bao vi đi nhá. Dạ đúng rồi, chứ phải phát sinh. À. Sát khuẩn á, cái thứ này là chứ mua được cái chai này là chứ. Dạ đúng rồi, con đang dùng cho bà đấy. Giống như cồn đi ốt nè. Dạ. Đã lắm tình nãy chưa? Dạ. Chứ không bao chi để chống giáo mà chị. Thôi mà, giáo chứ. Giáo gì mà chống. Cỡ 3 ngày là nó rụng cái giáo. Chị bà ráng cho con cục này.
bắp phở khô cắt xong đi. Dạ. Trái thì mấy đứa trẻ là con không có tê, vì cái mụn mấy đứa trẻ không có tê. Nhưng mà lớn tuổi thì không. Thấy mới đầu thì có dấu dữ hả? Nhưng mà sao tự thấy dấu? Dạ đúng rồi. Một cục này nữa thôi là sao?